Em xin chào cả nhà nhé. Buổi tối hôm nay thì em sẽ update cập nhật thêm những cái mặt hàng nhà em vừa mới về. Đó. Và em xin đọc qua hai số điện thoại mà các bác vẫn thường liên hệ đặt hàng là 0393 998895 hoặc 0966 121377. Nhà em hiện tại chuyển sang địa chỉ mới là địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Tân Lộc, Hải Dương. Các bác hỏi chỉ cần điều hỏi địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ thôi thì em sẽ chỉ cho bác đường rất là dễ dàng. Nhà em cạnh cửa hàng 75K Phong Quỳnh nhá, và nằm ngay sau cổng phụ của bệnh viện đa khoa huyện Gia Lộc. Đấy, đây là cái địa chỉ mới nhà em nhé. Nhiều bác đến địa chỉ cũ thì em cũng xin nói qua để các bác update được thông tin mới nhất này. Hôm nay thì em cũng sẽ cập đến những mặt hàng mới và có một số mặt hàng kg, một số mặt hàng thuần mà nó còn số lượng ít ấy, thì em cũng sẽ bán giảm giá để các bác có thể sưu tầm. Và tất cả đơn giá em báo là chưa bao gồm tiền phí ship. Ngoài ra thì nhà em có cung cấp cả những chế phẩm phân thuốc dành cho hoa lan. Nói chung là nhà em thì cũng có đầy đủ, chẳng qua là không có thời gian để giới thiệu cho các bác thôi. Và những cái bộ chế phẩm phun xương thì nhà em đang bán ra với mức giá là 430.000 đối với bộ sản phẩm máy đơn, và bộ máy kép là 700.000. Và trong quá trình sử dụng thì nhà em luôn luôn có chế độ là bảo hành cho mọi người trong vòng 3 tháng đối với cục motor nhá. Cái này thì em có video hướng dẫn một cách chi tiết kỹ thuật rồi. Đấy, các bác có thể tham khảo hoặc là gọi điện thì bên em sẽ gửi cho các bác cái link để tham khảo nhá. Và sau đây thì em sẽ điểm qua luôn những cái mặt hàng ngày hôm nay. Đầu tiên thì em có cập đến một cái lô trầm cổ. Đấy, cái hàng hôm nay nhà em vừa mới về nhá. Mấy hôm trước thì trầm cổ đã hết hàng rồi. Và nói qua là cái dòng trầm cổ này là cái dòng trầm hồi xưa, và cái hoa của nó rất là tím đậm. Hàng này ấy, nếu mà chăm tốt thì nó có thể dài hơn 1 mét. Đây các bác nhìn này, đây là cái cắn móc này. Và các bác nhìn này, chiều dài của nó vượt lên cắn móc rất là dài, và thậm chí là hiện tại còn chưa đi ngọn cơ. Hoa của nó màu tím đậm và hoa phải nó rất là siêng, nó sẽ trải dài từ thân đến đầu ngọn luôn. Đấy, như những cái hình ảnh ở trên màn hình mọi người có thể tham khảo qua cái dòng trầm cổ này. Ngày xưa cái giống này nhập vào nó khá là đắt ấy, chứ không phải là rẻ đâu. Và hàng này là hàng sưu tầm. Thì hàng này em chưa dỡ được hết ra. Tuy nhiên thì sẽ có hai mức size nhé. Cái loại một thân thì em vẫn bán với các bác là 350.000 một thân. Một thân trầm cổ là 350.000. Chắc chắn là nó phải dài qua cán móc rồi. Còn nếu mà các bác lấy một chậu hai thân, lấy chậu hai thân này, nó sẽ có cả một thân dài và thân ngắn, nhưng đều vượt cán móc hết nhau nhé. Đấy, thân này siêu dài luôn. Thân này em phải dài 90 phân đến 1 mét luôn này này. Đấy, không có cái thước ở đây chứ không thì em mà đo được thì em sẽ báo cụ thể cái chiều dài của thân luôn. Thì lấy chậu 2 thân sẽ là 670.000. Đấy, lấy 2 thân các bác sẽ được rơi hơn. Đấy, đây là điều chắc chắn rồi. Đây là trầm cổ nhá. Cái hàng rất là đẹp, đáng sưu tầm. Sang bên đây thì hôm nay em có cập bến thêm một cái lô này, gọi là lô đen rô sân lá viên. Thực ra thông thường các bác mua những dòng đen rô sân ấy thì nó sẽ là cái dòng mà không có lá biên. Và đặc biệt hơn là hàng đấy không phân màu. Hàng lá biên này đó là một cái dòng mà lá biên rất là đẹp này, phát tài này. Thậm chí là hàng này còn phân được màu hoa cho mình luôn nhá. Đó chính là cái màu hoa màu vàng như trên màn hình mọi người xem đấy ạ. Đấy, bông hoa rất là đẹp. Và hàng này thì giống của nó rất là đắt, thậm chí rất là đắt luôn. Không phải dòng đen rô nắng đâu mà là nó là dòng đen rô xuân lá biên, hàng đột biến về lá đấy ạ. Đó, dòng này thì mỗi chậu nó sẽ gồm hai thân, có chậu một thân. Đấy, những cái chậu hai thân này này. Đấy, những chậu hai thân này thì em bán với giá là 290.000. 290.000 đồng một chậu. Đấy, thân của nó rất là mập luôn. Những chậu hai thân một thân dài thân ngắn em bán 290. Còn những cái chậu mà thân một thân dài như này này. Một thân mà dài như này thì em bán là 260.000. Đấy, chậu một thân nó sẽ dài hơn, cao hơn, nhưng mà nó sẽ là một thân thì em bán là 260. Còn chậu hai thân thì hai thân, một thân ngắn, một thân dài em bán là 290. Nhá. Cái hàng này là hàng Dendro lá biên phát tài. Hàng này thì chơi thân chơi lá rất là đẹp. Và củ ra hành phải nói là cực kỳ là mập luôn, mập hơn cả ngón tay cái. Bởi vì thân nó mập ấy, nên thành ra là một số thân của nó hơi bị nứt nứt một tí. Đấy, đây là bản chất của cây dòng này nó như thế. Đấy, chứ không phải là do cây đấy đâu. Bản chất là cây thường nó thân nó to, nó thường phình to thì nó hơi có một nứt một tí. Nhưng mà cây phát triển khỏe mạnh bình thường và đang thắt ngọn chuẩn bị xuống lá để chơi hoa. Đấy, dòng này là dòng Dendro vàng lá biên, rất là đẹp. Đấy, chậu hai thân thì sẽ là 290, còn chậu một thân sẽ là 260.000 nhá. Hôm nay một cái mặt hàng mà em xả sâu nhất trong ngày hôm nay đó chính là dòng địa lan quốc sắc thiên hương, một trong những dòng hàng rất là hot, rất là chạy hàng của em trong cái đầu mùa vừa rồi. Tuy nhiên lô lần này thì em nhập nhiều quá, thành ra là hàng nó về liên tục ấy, nhà vườn người ta gửi liên tục, dẫn đến là tình trạng là nhiều cây nó bung hoa rồi.
đấy, bung hoa. Thậm chí là nhiều cây bây giờ hiện tại cũng có đang nụ, nói chung là lác đác cả nụ cả hoa nhá. Đấy, giá đầu mùa một chậu cút sắc thiên hương như vậy giá là 350.000. Đấy, cũng có rất là nhiều nụ ẩn đang mọc lên. Tuy nhiên ngày hôm nay em sẽ xả sập sàn, xả cực kỳ là yêu thương. Đấy, một dòng cút sắc thiên hương. Đấy, nghe tên rất là sang đúng không ạ? Khách nhà em nhận những cái mặt hàng này cực kỳ là yêu, cực kỳ là thích luôn. Một dòng hoa màu xanh ngọc đấy ạ. Đấy, có rất là nhiều những ngồng nụ nó cũng còn đang lên này các bác này. Đấy, có cả ngồng nụ vẫn đang lên các bác nhé. Và một số ngồng nụ đã nở hoa hết rồi. Hàng rất là đẹp. Ngày hôm nay giá chỉ duy nhất thôi nhá. Duy nhất em xả cho đến khi hết hàng. Đấy, cũng chỉ tầm khoảng hơn chục chậu, 15 chậu nữa thôi là hết hàng rồi. Giá bình thường 350.000, hôm nay em sẽ bán giá chỉ có 250.000 thôi. Giá này thì các bác cũng không nên so sánh bởi vì nó cũng tùy lô, nhặt trước thì cũng lựa đi những chậu to đẹp rồi, còn bây giờ về sau thì hoa nó tàn đấy, thành ra là em cũng sẽ bán giảm giá để các bác vừa về vẫn có thể đặt chơi hoa được, và thứ hai là mình có thể trồng để làm giống nhá. Cái dòng này giống đẹp, dòng địa lan giống đẹp thì mình cứ trồng để làm giống đi ạ. Rất là đẹp. Thì đây là dòng địa lan cốt sắc thiên hương. Còn đây là còn duy nhất một chậu, đây là Hán Thành Công Chúa đây. Đấy, chậu này thì bình thường 280.000. Đây còn duy nhất một chậu này, còn hai ngồng bông này. Đây còn đây, còn vài ngồng bông này. Đấy. Cũng có một số ngồng bông nó nóng quá nó bị chột thì sao ấy. Đấy, dòng Hán Thành Công Chúa này thì em sẽ bán nhá, bán giá là 250.000. Chậu Hán Thành này nó to hơn chậu cút sắc. Đấy. Nhưng mà cút sắc thì giá thành em nhập vào nó đắt hơn. Đấy, dòng cút sắc này. Khi mà hoa nó chuẩn bị dấu hiệu tàn thì lưỡi của nó sẽ trở lên nó màu đậm hơn. Đấy, đầu tiên nó là cánh xanh này, xanh ngọc và lưỡi hồng phớt. Sau đó này, khi mà gần tàn nó sẽ chuyển sang màu hồng đậm. Rất là đặc biệt của cái dòng cốt sắc thiên hương này. Và giá hàng này các bác không sưu tầm thì rất là phí, rất là tiếc đấy ạ. Đấy, ngày hôm nay giá duy nhất 250.000. Và số lượng hơn 15 chậu em sẽ xả cho đến khi hết hàng luôn nhé các bác nhé. Đấy, theo thì cập đến một lô phi điệp mít số lượng có hạn nhé. Số lượng ấy không có nhiều, hơi khiêm tốn một chút. Đấy, dòng phi điệp mít này, bản lá rất là tròn và đẹp. Loại này thì em bán với giá là 70.000 một cốc. Mua 5 cốc sẽ được bao ship nhé. Chậu thông thường sẽ có 1 thân đến 2-3 thân. Chậu nào nhiều thân thì nó cây nó nhỏ hơn một chút. Chậu nào ít thân thì cây nó to. 70.000 đồng một cốc, mua 5 cốc sẽ được bao ship ạ. Em cũng có những chậu chớp Mỹ hàng ươm ki. Hàng hiện tại thì đang sưng mắt nụ rất là nhiều đây. Hôm nay em cũng xuất rất là nhiều lô chớp Mỹ mà đang có nụ này. Các bác chủ yếu là các bác muốn lấy nó dòng này về các bác chơi Tết luôn. Và chớp Mỹ này là cái chớp Mỹ hàng thành phẩm ạ. Cái giá trị năm nay thì hàng nó đã giảm sút hơn rất là nhiều so với năm ngoái. Tuy nhiên đây là một cái dòng giống mà rất là nổi tiếng, cũng như là ở trước đây thì đều rất là hot, đáng sưu tầm. Dòng hoa cánh chớp, hàng ươm ki lên chuẩn bản hoa cho mọi người nhá. Và em sẽ bán giá là 350.000 đồng đối với chậu một. Những chậu chớp Mỹ hàng thành phẩm này loại một thân thì em xin phép bán với giá là 350.000 nhá. Và loại hai thân thì em sẽ bán với giá là 670.000. Hàng đều hầu như là dài đến cán móc hoặc là qua cả cán móc rồi. Đấy, hàng rất là đẹp nhá. Năm ngoái một thân như vậy này, một thân dài như vậy này, trên cán móc nó phải rơi từ 500.000 trở lên, ít nhất cũng phải 500.000 rồi. Đấy, hàng đang sưng nụ rất là rõ rồi. Năm nay là các bác sẽ được có một giỏ chất Mỹ rất là đẹp. Và dòng này như năm ngoái em có trồng rồi ạ. Hoa thơm lắm ạ, riêng dòng chất Mỹ hoa thơm. Lô lần này thân nó lại mập nữa. Đấy, nó rất là mập luôn. Và cập đến thêm một lô nữa, đó chính là địa lan hương cát cát hay là tiểu thần đồng ạ. Hàng hôm nay về những cái nụ hoa đang mới chín chín này, rất là đẹp luôn. Đấy, hôm vừa rồi các bác nhận hàng nó đẹp quá, một cái màu vàng rất là tươi quá, nên là hôm nay thì em sẽ đặt thêm một cái lô hàng nữa. Chậu cũng nhiều giả hành các bác nhé. Một cái dòng địa lan mà hoa đẹp và rất là sai bông. Đấy, loại này thì em xin phép bán giá là 250.000 đồng một chậu ạ. Đây, địa lan hương cát cát và dòng hoa của nó rất là đẹp. Đây, hàng mới về, mới tinh luôn. Đây, một số cây còn đang có mầm, có chồi lên này. Rất là khỏe, một dòng địa lan dễ trồng, sai hoa. Tiên thì em có một cái rể hoàng thảo trúc đen rất là nhiều thân tơ, phải nói là cực kỳ là nhiều lá, nhiều thân tơ, bụi rất là to. Và trúc đen này thì hoa thì rất là thơm và hoa bền, một cái dòng màu hoa màu vàng cánh sáp. Đấy, giò này thì em bán là 750.000 nhá, 750.000 tiền cái giò trúc đen này. Hàng rất là đẹp, nói chung là có duy nhất một cái rể to khủng này. Đấy, đây là hàng trúc đen. Phía bên đây thì em có một ít cái kiều tím, nhưng mà hàng thì nó hơi ngắn ngắn để các bác làm giống ạ. Kiều tím này em bán là 280.000 một cân, hàng ngắn. Đấy, hoặc nó hơi rời một chút, bán theo giá để các bác làm giống ạ. Em có một ít cái hoàng thảo vẩy rồng này. Vẩy rồng em bán là 100.000 đồng một cân, 100.000. Mà thôi, hôm nay em bán 80.000 một cân đi. Nói chung là có cả những cái hàng nó xuống lá nhá, em bán đồng giá hết là 80.000. Còn hàng này nó đang lên mầm rất là đẹp.
Em có ba cái chậu này, gọi là ba chậu gì nhỉ? Thạch hầu tía hàng thuần, bình thường 80.000 một chậu, hôm nay thì ba chậu này em bán là 100.000 được ba chậu nhá. 100.000 ba chậu này, đấy đang lên mầm này. Đấy. Cái này thì khi gửi đi thì em xin phép là nếu mà các bác đồng ý em sẽ cắt bỏ các bác cái bỏ cái bầu ra, bởi vì cái hàng này về các bác cũng phải cắt bớt cái rễ đi và các bác ghép lại. Gửi đi nó hơi nặng tiền cước cho các bác một chút. Đấy, 100.000 ba chậu, tí là nhiều 30.000 chậu thôi. Thạch hầu tía nó là dòng thuốc nhá, vị thuốc ạ. Và đây em có một ít cái này gọi là cái tam bảo sắc hoa vàng, nhưng mà hàng cây giống nhỏ xíu để làm giống. Hàng bình thường 200.000, hôm nay thì cây nhỏ này với cả cây to thì nó hơi xấu mã một tí. Em bán theo giá 120 một cân. Tam bảo sắc hoa vàng chỗ này có chỉ gần một cân thôi. Có một ít cái kiều vàng hàng thanh lý đây. Kiều vàng hàng thanh lý nó xuống hết lá rồi. 100.000 đồng một cân. Nó xuống lá thôi, còn đâu cái giá hành của nó rất là khỏe. Sang bên đây thì em có một ít cái hàng cân nữa, đó chính là dòng hoàng thảo ý ngọc. Đây những cái thân ý ngọc mà nó đang xuống lá này, để chuẩn bị sắp tới là sẽ sưng nụ. Hoàng thảo ý ngọc này em bán là 130.000 một cân. Em có một ít cái hoàng thảo tam bảo sắc cũng đang xuống lá này, cũng 130.000 một cân. Đấy, hàng cây của nó rất là mỏng nhá, rất là mảnh, thân nó bé thôi. Nhưng mà dòng này hoa rất là to, bản chất cây nó bé thôi ạ. Và đây là hoàng thảo thập hoa hồng câu ạ. Đấy, cái hàng dòng này thì em bán 140.000 một cân. Hàng đang thời điểm xuống lá. Em có một ít cái hàng này là hàng kiều vuông cánh trắng này. Chỗ này có gần một cân, cắt tỉa để chuẩn bị ghép này, nhưng mà không có thời gian. Bác nào về các bác ghép hộ em thì em bán 130 một cân. Cắt tỉa hầu như là gần hết rồi. Còn một ít cái lụa vàng này. Lụa vàng, đây cả cái rổ này. Em bán 50.000 cả lụa vàng. Cả cái rổ này khá là nhiều ấy, em bán 50.000. Còn đây là cái rổ này, là cái rổ thập cẩm. Thập cẩm các loại. Cái rổ này nhiều lắm, cả sơn thủy tiên hoàng lạp rồi môi tua. Cả hoàng thảo xoắn này. Cái lô này em bán là 80.000 nhé. Bán luôn cả lô này, lô thập cẩm nhiều loại 80.000. Ôi có một cái chậu An Ba Lai này. Cái dòng An Ba Đài Loan, đây dòng An Ba Đài Loan bông rất là to đẹp. Tiếp theo đó chính là Trần Mộng Thu. Đấy, dòng này thì nó vừa qua mùa hoa rồi. Dòng này vòi hoa rất là dài mà giá thì rất là rẻ, chỉ có 100.000 một cân. Loại này 100.000 một cân, con nào lấy 3 cân tính giá 80. Thảo trúc ngọc nổi tiếng là hoa rất là thơm mà một năm có thể lên đến 2 lần hoa. Đây một số, hình như là một số những cái nó đang sưng mắt nụ phải. Đây các bác nhìn. Trúc ngọc sau đấy mùa hoa nhé. Loại này em bán là 22.000 một lạng, 220.000 một cân. Đấy 22.000 một cân, à 22.000 một lạng. Tiếp theo đây là hoàng thảo sừng nhá. Hoàng thảo sừng, dòng này thì cũng khá là ít khi có. Loại này cũng loại này thì 200.000 một cân và 20.000 một lạng thôi ạ. Và đây là hoàng thảo sừng. Và đây là cái dòng hoàng thảo Henry, dòng này hoa vàng và rất là siêu hoa nhá. Loại này cũng 20.000 một lạng và 200.000 đồng một cân. Và em còn một ít cái kiểu dẹt này. Kiểu dẹt hôm nay em sẽ bán với giá để các bác làm giống nhá. Nói chung là lô này thì giờ kiểu dẹt được khá là hiếm. Thứ hai là hàng này nó cũng không được đẹp mã cho lắm ấy, bởi vì lá nó rất là mỏng, nó nhanh bị sâu. Đấy, loại này hôm nay em bán 65.000 một lạng nhé. Bình thường là 730 một cân, 73.000 một lạng, thì hôm nay bán 65.000. Thực sự bán cho bác để các bác sưu tầm thôi, bởi vì hàng này ít có. Mỗi lần dân người ta gom một chút thì chút thì cũng cố gắng lấy cho mọi người. Chứ còn thực tế này, khi mà gửi đi cho các bác là bọn em đều phải cắt tỉa những cái thân nó bị gãy dập. Hàng kiểu dẹt để cắt tỉa đi một chút thôi là đã không có lời rồi. Đấy. Cái nào mà thân nó nguyên vẹn này thì không sao, nhưng thân ví dụ nó không may nó bị đây, nó bị gãy như thế này, bọn em đều phải cắt đi cho các bác ạ. Nó hao cực kỳ ấy. Cái này cây của nó nhỏ nhỏ làm giống nhá, 65.000 một lạng. Các bác có thể lấy từ 2-3 lạng để sưu tầm. Đây là một dòng kiều đột biến và hoa rất là đẹp. Đẹp trong tất cả những cái dòng kiều đấy ạ. Còn đây là cái dòng quế trắng tháng 8 á, em còn ít để làm giống nhá. Loại này thì em bán 50.000 một lạng, giá bình thường hơn 600.000. Hôm nay thì em còn ít, em bán 50.000 một lạng. Các bác có thể lấy từ 1 đến 2-3 lạng. Đây là tất cả những dòng đen rô nắng nha em cập đến, số lượng nhiều và tổng hợp với hơn 14 loại đen rô nắng mà nhà em có nhá. Và những loại này thì các bác cứ mua số lượng từ 5 chậu sẽ được giảm 5.000 một chậu, mua 10 chậu sẽ được giảm 10.000 một chậu. Nhà em hơn 40 loại đen rô nắng và em sau đây thì em sẽ báo giá cũng như là cập nhật mặt hoa cũng như là hình ảnh của tình trạng cây để mọi người có thể dễ dàng lựa chọn hơn ạ. Tiếp theo đó chính là dòng bà liễu xưa.
Bà liễu xưa, một trong những dòng hàng nắng cực kỳ là nổi tiếng từ xưa đến nay, với bông hoa to, sai hoa và rất là bền hoa. Dòng này thuộc top dòng hoa thơm. Cây hiện tại một số cây đang đứng ngọn, một số cây chuẩn bị đứng ngọn này. Đấy, một số cây. Đấy, tình trạng cây hôm nay thì cây cao to. Loại này thì em bán là 220.000 đồng một chậu. Đấy, một chậu thì thường nó sẽ có một thân dài, một thân ngắn hơn và một thân nhỏ. Đấy, 220 một chậu. Chậu này chậu phi 18. Đó. Đây là bà liễu xưa. Pensola xưa, một trong những cái top những cái dòng hoa rất là hot của dòng nắng. Pensola xưa, hàng này thì cây cũng cao, mập, đẹp. Hàng này thì giá trị nó hơi đắt hơn những dòng Dendro bình thường nhá. Nên là cái này thì em bán là 220.000 đồng một chậu. Đây là Pensola xưa. Đấy, một số cây đang nhú nụ, một số cây đang đứng ngọn rồi. Đấy, thông thường chậu nó sẽ có 2 đến 3 thân. Chậu nào nhiều thân thì cây nó ngắn hơn một chút. Chậu nào ít thân thì cây nó cao hơn. Rất là đẹp. Vàng chanh ạ, một trong những cái dòng hàng mà với vòi bông màu vàng tươi rất là dài. Hoa này sai hoa và cây mập đẹp. Đấy, cả một cái lô vàng chanh vừa mới về. Cây cao. Đấy, mỗi cây vàng chanh này giá chỉ có 80.000 đồng một chậu thôi ạ. Hoa rất là sai nhé và rất là được nhiều người yêu thích. Vàng chanh. Bà liễu lai, một trong những cái dòng hàng mà với cánh bầu tròn. Bà liễu xưa thì cánh sẽ nhọn hơn, thon hơn, bay hơn. Bà liễu lai thì cánh bầu hơn, đẹp hơn. Đấy, mỗi loại nó có một vẻ đẹp riêng. Cây hiện tại một số cây còn đang có ngồng nụ khá là cao, một số cây thì đang chuẩn bị thắt ngọn nhá. Em bán mỗi chậu như vậy cũng 80.000. Dòng này thì thuộc dòng hoa thơm. Tiếp nữa là hồng thơm. Hồng thơm ạ. Đấy, lô hồng thơm hôm nay thì cây về cũng rất là tơ đẹp. Và một số cây cũng đang có nụ ngồng hoa đây ạ. Hồng thơm cũng 80.000 đồng một giò. 80.000 đồng một giò hồng thơm. Blue Cow, một trong những cái dòng hàng cây tơ mướt đẹp, lô hôm nay thì nhiều thân đẹp nhé các nhá. Blue Cow 80.000 đồng một chậu. Dendro Lycat, đó một trong những cái dòng hàng mà bông rất là đẹp và dòng này thì hoa màu tím đậm, một bụi của nó cũng rất là nhiều thân và cây tơ đẹp nhá. Đó, loại này thì em bán cũng 80.000 đồng một chậu thôi. Dendro Lycat, hoa bông đẹp và bụi to. Salmon Red, đây là một dòng Dendro nắng mới của nhà em hôm nay vừa mới về các bác nhá. Dòng này mới về và Salmon Red này thì có hai kiểu cây. Thứ nhất là nếu mà các bác lấy cái loại cây lùn lùn này thì nó cực kỳ là nhiều thân, thân tơ. Và nếu mà lấy cây cao nó sẽ ít giả hành hơn. Đấy, tùy theo cái nhu cầu của các bác. Và bông hoa của nó rất là đẹp. 80.000 đồng một chậu Simon Red. Và là những cây Dendro móng rồng. Lần đầu tiên nhà em về cái loại Dendro móng rồng này. Cây của nó tơ mướt rất là đẹp. Đó, những cái chậu Dendro móng rồng này, cây nào nó cao thì nó sẽ ít thân hơn. Còn thậm chí có những cây nó lùm lùm này, nó cực kỳ là nhiều thân, nhiều giả hành. Đấy, những chậu Dendro móng rồng này rất là đẹp luôn, rất là mướt. Đó, hàng này thì em xin phép bán cũng giá 80.000 đồng một chậu thôi ạ. Dendro móng rồng, hoa rất là đẹp nhé. Thỏ đỏ ạ. Thỏ đỏ, một cái dòng hoa cánh rất là mảnh và đẹp, bông hoa màu đỏ. Đấy, những cây thỏ đỏ 80.000 đồng một chậu. Hiroshi, top một trong những dòng hoa bông tím đậm và cây của nó thân mập đẹp. Cây đang đứng ngọn và đang nhú ngồng bông này. Đấy, Hiroshi rất là đẹp luôn. 80.000 đồng một chậu, cây rất là bự và đẹp nhé. 80.000. Tím xoắn Huế. Tím xoắn Huế ạ, một trong những dòng cánh xoắn và hoa rất là bay đẹp. 80.000 đồng một chậu tím xoắn Huế. Cây mập đẹp và đã đứng ngọn. Thỏ vàng. Thỏ vàng, cây cao đẹp và rất là tơ. 80.000 đồng một chậu thỏ vàng. Kinh ba. Kinh ba, một trong những dòng hoa tím và cánh bay và rất là sai hoa, nó thành từng chùm. Đấy, mỗi cây kinh ba cây tơ này với giá cũng 80.000 đồng một chậu kinh ba nhá. Kinh ba ạ. Thỏ xưa. Thỏ xưa, hoa sai, hoa trắng lưỡi trắng tím rất là đẹp, 80.000 đồng một chậu. Thỏ xưa cũng 80.000. Thỏ nâu ạ. Thỏ nâu, những cây thỏ nâu rất là cao và đẹp. Đấy, những cây thỏ nâu này. Hàng này rất là cháy hàng nhà em, 80.000 đồng một chậu thỏ nâu. Đấy, cây tơ mướt đẹp nhá. Dendro lá biên, một trong những cái dòng hàng mà lá biên kẻ phát tài. Đấy, những cây này thì cây của nó sẽ bản chất nó sẽ nhỏ hơn những cái dòng Dendro khác nhá. Tuy nhiên thì dòng này thì giống của nó đắt rồi. Đó, loại này là 100.000 đồng một chậu. 100.000 đồng một chậu Dendro lá biên. Đấy, bông hoa của nó không những là biên lá mà nó còn biên cả cánh hoa cơ. Và đây ạ, một cái lô Dendro hoa hồng lại tiếp tục cập bến đây, những cây Dendro hoa hồng. Và nói qua là tình trạng dòng đa hoa hồng này nó cũng vừa vừa thôi, nó cũng không phải là dòng cây cao. Tuy nhiên thì cây của nó rất là mướt đẹp. Đó. Đây, cây Dendro hoa hồng đứng ngọn hết rồi. Loại này thì là 80.000 đồng một chậu Dendro hoa hồng nhá.
hoa như cánh bông hoa hồng đấy ạ. Ba lưỡi hồng, một trong những dòng ba cánh hồng xen lẫn với ba cánh vàng, tạo nên bông hoa rất là sai và đẹp. Cây mập tơ, đó, rất là đẹp luôn. Ba lưỡi hồng này, cây cao. Loại này em bán 80.000 đồng một chậu. Rồng đỏ, một trong những dòng hàng hoa màu đỏ cánh xoắn. Đó, những cây rồng đỏ rất là xinh này, đẹp này. Đấy. Loại này cũng 100.000 đồng một chậu nhé. Rồng đỏ này là 100.000 đồng một chậu. Nắng si sa, một dòng nắng hoa sai và cây tơ mượt. Đấy, đang có nụ hoa. Loại nắng si sa này em bán với giá là 80.000 đồng một chậu. Nắng si sa. CCY, một trong những dòng hàng hoa đen rô nắng, hoa màu trắng tinh, một cái màu trắng mà ngọc ngà. Đó, dòng này thì cũng đang chuẩn bị nhú nụ này. Đó, loại này em bán 80.000 đồng một chậu. CCY, hoa màu trắng tinh. Đen rô măng cụt, hoa của nó rất là đẹp, sai hoa, 80.000 đồng một chậu. Đây là dòng đen rô măng cụt. Hoa rất là đẹp nhé. Hôm nay thì em có hai loại đồng tiền nhé. Đồng tiền có loại đồng tiền 5% và đồng tiền. Đó, cây này là cây đồng tiền 5% này. Hoa bông to và rất là đẹp. Loại này cũng 80.000 đồng một chậu ạ. Cây tơ mướt đẹp. Chanel. Cây tơ. Hoa sai hoa. Đấy, mặt hoa như trên màn hình ạ. Cũng 80.000 đồng một chậu Chanel. Vàng cánh mai, một trong những cái dòng hoa màu vàng sai hoa và màu hoa rất là tươi tắn. Loại này cũng 80.000 đồng một chậu vàng cánh mai ạ. Vàng cánh mai 80.000 đồng một chậu. Urawan, hôm nay về cái lô Urawan thân tơ mướt đẹp. Đấy, một bụi của nó cũng khá là nhiều thân nhiều tép này. Urawan, cây rất là đẹp luôn. 80.000 đồng một chậu Urawan nhá. Urawan. Ba lưỡi vàng, ba lưỡi đỏ. Đấy, một trong những dòng top dendro về đột biến về mặt hoa với ba cánh vàng xen lẫn với ba cánh đỏ. Và lưu ý giúp em là cây này cũng là cây đứng ngọn rồi, chứ không phải là một số bác ấy. Lưu ý một số bác tình trạng cây là cũng phải rơi từ 25 cm đổ xuống nhá. Loại này em bán 100.000 đồng một chậu, ba cánh vàng, ba cánh đỏ. Đấy là ba lưỡi vàng, ba lưỡi đỏ đấy ạ. Denzo Zaza Mini, hôm nay nhà em về một cái lô Denzo Zaza cực kỳ là nhiều. Và hiện tại thì cây của nó đang đi mầm rất là đẹp, thậm chí có những cây đang lên ngồng nụ này. Đấy, Zaza thì hoa rất là sai và hoa rất là siêng. Dòng này thì em bán 70.000 đồng một cốc thôi ạ. Zillow 58 hay là đây là một cái dòng pen soda line nhá. Bông hoa màu vàng và dòng này thuộc top hoa thơm. Cây thân mập, ú đẹp. Loại này em bán cũng 80.000 đồng một chậu nhá. Cây thân rất là mập và đẹp luôn, đang lên mầm. Và cập bến một cái lô bò tím phải nói cực kỳ là đẹp và xịn giò. Đấy, cây lô hôm nay thì cao hơn lô hôm trước. Và thậm chí là những cái cây tơ mướt đẹp. Có những cây còn đang nhú ngồng cơ. Bò tím lá mít này, cánh xoắn rất là đẹp luôn. Còn này em bán cũng 80.000 đồng một chậu ạ. Đấy, dòng bò tím ạ. Banana, hoa thơm. Dòng banana, hoa thơm cũng 80.000 đồng một chậu nhá. Cây đã đứng ngọn này. Đấy, rất là nhiều những cái thân tơ đang mọc lên. Một số cây còn đang có nụ. Đây là banana. Cisaret, hôm nay thì về cái lô Cisaret, cây tơ rất là đẹp luôn. Đó, Cisaret em bán 80.000 đồng một chậu. 80.000 đồng một chậu Cisaret nhá. Đó, hàng rất là đẹp. Pen soda cam, một trong những cái dòng hàng của pen soda nhưng màu cam lửa nhá. Dòng này thì cây còn nó lùn thôi, nhưng mà trong một chậu cũng khá là nhiều thân. Loại này là 100.000 đồng một chậu pen soda cam, 100.000 đồng một chậu. Về cả lô hàng rất là đẹp luôn. Dòng pen soda cam ạ. Bò vàng. Đó, hôm nay về cái lô bò vàng thì nói là từ giờ đến Tết thì khả năng cái bò vàng sẽ về hạn chế hơn. Và cái lô này cũng là lô gần cuối của cái dòng bò vàng rồi. Đấy, cây rất là mập và bò vàng cánh xoắn nhá. Dòng này em vẫn bán là 80.000 đồng một chậu. Đấy, có những lô vườn người ta xuất giá cao hơn, nhưng mà em lấy lô này vẫn là thuộc cái lô vườn của nhà, người ta bán rất là rẻ, 80.000 đồng một chậu ạ. Và hôm nay cập bến một cái lô dendro thỏ hồng. Cây cao đẹp. Đó, cây thỏ hồng này. Đó, đây là dòng thỏ nhá. Dòng thỏ hồng, hoa đẹp. Loại này cũng 80.000 đồng một chậu, thỏ hồng. Rabbit berry. Đây cũng là một dòng thuộc top dòng thỏ ạ. Thỏ berry. Đấy, cây của nó cũng rất là tơ mướt đẹp. Đó, dòng này em bán cũng 80.000 đồng một chậu. 80.000 đồng một chậu. Và dendro lưu ý là nó không chỉ ra hoa ở trên mà nó còn ra hoa ở những cái khía cạnh bên này nhá. Nên các bác, hàng này cũng là hàng cây tơ rồi ạ.
80.000 đồng một chậu thỏ berry, rabbit berry. Ngọc trai đen, cây của nó lùn lùn nhưng được cái rất là nhiều thân này. Ngọc trai đen 80.000 đồng một chậu. Dendro đồng tiền, nãy là đồng tiền 5% nhá. Và đây là dendro đồng tiền này, loại này cũng 80.000 đồng một chậu. Hàng đẹp, cây tơ. Tiếp theo là tím Huế ạ. Đây ạ, những cái chậu tím Huế đây. Hàng cũng khá là nhiều thân. Và dòng này thì hoa rất là sai nhá. Màu hoa tím rất là thân thương. 80.000 đồng một chậu ạ. Singaron, cánh xoắn. Những chậu Singaron này em bán 80.000 đồng một chậu ạ. Chớp sữa Enobi. Những dòng chớp sữa hoa rất là riêng và đẹp. Em bán là 120.000 đồng một chậu nhá. Loại này thì thân nó khá ít là tép thôi, bởi vì hàng này hàng sưu tầm. 120.000 đồng một chậu chớp sữa Enobi. Trên đây là tổng hợp tất cả hơn 40 loại đen đô nắng em có báo giá cho tất cả mọi người. Và các bác đặt mặt hàng nào thì bên em ghi gửi đi sẽ ghi tên và thành bầu cho mọi người, để các bác về có thể phân biệt được cái loại hoa của mình yêu thích các bác nhé. Và rất là mong sẽ được nhận được sự quan tâm như sự ủng hộ của tất cả các bác, vì nhà em luôn luôn là nhập số lượng lớn nên bao giờ cũng để cho các bác cái giá thành là rất là hợp lý và phải chăng. Và đặc biệt hơn là khi mua số lượng nhiều, nhà em đều giảm giá cho mọi người ạ. Và xin cảm ơn mọi người ạ. Tiếp theo đến dòng Đai Châu. Đai Châu thì em có, thứ nhất là cái dòng Đai Châu đại nhất này mà nhà em mới về. Cái lô, một cái lô hàng mới quá là kính con mà rất là to đẹp, đó chính là dòng Đai Châu Thái, dòng to. Loại này thì cây của nó to bự và đang rất là nhiều ngồng nụ nhá mọi nhá. Đang nhiều ngồng nụ lắm ạ. Đây có những ngồng nụ nó đang lên khá là rõ rồi. Hàng hôm nay em cũng đóng khá nhiều đi, bởi vì cái hàng này lô này nó rẻ và số lượng nó ít. Đấy, cây to đùng này luôn. Và giá là 300.000 đồng một chậu nhé. 300.000 đồng một chậu Đai Châu Thái. Rất là nhiều cặp lá và đang rất là nhiều nụ hoa. Một chậu này cũng rất là nhiều ngồng hoa đang mọc lên nhé. 300.000 đồng một chậu. Em chuyển sang loại thứ hai. Loại này thì nó rẻ hơn, cây nó bé hơn. Thì loại này thì đây, chậu này là nó trồng ở trong chậu nhựa. Loại này thì em bán là 250.000 một chậu thôi ạ. Lấy hai chậu tính giá 240.000. Đấy, hàng này thì có cả bản lá dài, có cả bản lá kiếm này. Đấy, đây là châu lá kiếm này. Và đều đang sưng nụ hết rồi nhá các bác nhá. Đây, đều đang sưng nụ hết rồi đây ạ. Đấy, rất là đẹp. Đấy, dòng này là 250.000, mua 2 chậu tính giá 240. Loại thứ 3 thì em có, đây là loại Đai Châu Thái loại 3, thì loại này là 170.000 đồng một cây. Loại này là 170, lấy 2 chậu tính giá 160. Hàng đều đang có ngồng hoa hết này. Đấy, rất là đẹp. Đấy, loại 170. Còn đây là loại thứ 4 này, loại này thì cây nhỏ hơn, loại này thì 140 một cây thôi. Và nếu mà lấy 1 chậu một cặp này sẽ là 250.000 nhá. 250 sẽ được một cặp. Đấy, có 4 loại Đai Châu Thái. Hàng này là hàng sổ số, chưa phân biệt được hoa. Đây là loại 140 đấy ạ. Em có một dòng châu nữa, đó chính là Đai Châu Lai. Dòng Đai Châu Lai này mặt hoa chớp rất là đẹp. Hàng này 1 năm ra 2 lần hoa. Em bán 170 một cây, lấy 2 cây tính giá 160.000. Còn tiếp nữa là những chậu Đai Châu Hồng Cánh Sen nhé. Đây là Hồng Cánh Sen, bản lá ngắn và bản lá rất là xếp đẹp này. Loại này thì 480 một chậu. Đấy, Hồng Cánh Sen thì cây chắc chắn là nó sẽ nhỏ hơn những loại khác rồi, bởi vì đây là cái hàng mà hàng mặt hoa VIP của tất cả những dòng Đai Châu Thái ạ. Đấy, và các bác lưu ý là hàng VIP này, hàng phân loại hoa thì các bác lưu ý là cây nó sẽ nhỏ nhé, nó không to được như những cái loại khác đâu ạ. Đấy, để tránh trường hợp các bác đến nơi các bác lại chê cây nhỏ. Nếu có mua cái hàng sổ số thì cây rất là to. Còn cái hàng Hồng Cánh Sen này vốn dĩ nó đã rất là đắt rồi. Tiếp đến là những cây không khí ạ. Không khí thì hôm nay thì em sẽ về cái loại mới nữa, đó chính là loại bụi to hơn. Và đây là những cái cây không khí hôm trước em bán đang có nụ hoa này. Đấy, dòng này là dòng để trưng bày vào những cái không gian, không gian nhà mình hoặc những quán cà phê ấy, thì nó rất là xanh và đẹp. Loại này em bán 60.000 một cốc, mua 5 cốc tính giá là 55.000. Còn hôm nay em về là cái loại to hơn. Phải nói là cái bụi hôm nay rất là to và đẹp luôn. Đấy, bụi ngày hôm nay đây. Để các bác so sánh là cái bụi này nó so với cái bụi hôm trước là nó sẽ to như thế nào. Đây, để em lấy một cái bụi to và một bụi nhỏ cho các bác so sánh nhá. Đây là một bụi nhỏ này và đây là bụi to này. Đấy. Loại này 60, còn cái loại to này là 80.000 nhá. Bộ bụi to là 80.000. Lấy 5 bầu. Thôi, bụi to lấy 3 bầu đi sẽ tính là 75.000. Loại to lấy 3 bầu sẽ giảm giá còn 75.000, còn nếu bụi nhỏ lấy 5 bầu tính giá 55.000 nhá. Và tiếp đến là những cây hoàng tử áo đỏ hay cây ren red ạ. Đây là loại cây to bự nhá. Loại nhà em là loại cây to bự. Em có hai loại, loại cây to và loại cây nhỏ. Đây là loại cây to. Đây là cái loại cây to hoàng tử đỏ này nhá. Đây em ước chừng cho các bác là cầm lên nó to như thế nào. Loại này thì em bán là 250.000 đồng một chậu nhá. Lấy 2 chậu tính giá 240. Còn loại thứ hai này thì cây nhỏ hơn, cây này ít cặp lá hơn, thì loại này em bán chỉ có 160 một cây thôi. Lấy 2 cây sẽ là 300.000, tức là cứ giảm cho các bác 10.000 đồng một chậu. Tiếp đây, những cái cây hoàng tử áo đỏ đây. Đây là loại thứ hai, loại bé hơn. Đấy, rất là đẹp, đều là lá xếp.
hoa thì sai hoa, 1 năm 2 lần. Tiếp theo là những chậu ác cơ hoa thơm. Đây, những chậu ác cơ hoa thơm này, một chậu này là một chậu mẹ bồng con này, cực kỳ là nhiều thân, nhiều tép luôn. Đấy, 1 năm 2 lần hoa và hoa thơm mới nhất. Loại này thì em bán những cái cây mẹ con này là 170.000 đồng một chậu. Đây là dòng ác cơ hoa thơm. Đấy, một mẹ bồng nó phải đến 3-4-5 con. Tiếp đến là cát lai da. Cát lai da thì em sẽ có những cái dòng cát bụi to và cát bụi nhỏ. Đấy, cát bụi to những cái chậu mà cực kỳ nhiều giả hành này. Những loại này thì em vẫn bán là 180.000 đồng một chậu nhá. 180.000 đồng một chậu cát lai da. Đó. Hàng rất là đẹp. Và các bác lưu ý là cái hàng cát này hàng của Thái nên là nhiều khi vận chuyển về cái lá nó sẽ hơi dập xíu nhá. Đấy, cái này thì không ảnh hưởng gì. Còn đây là cát lai da, cũng là cát bụi to nhưng mà loại này thì cũng không phân biệt màu, để có hai dạng, các bác thích lấy dạng nào cũng được. Bụi to đùng này cũng 180.000 này, 180 này. Có duy nhất một chậu này là có phân bản hoa là màu trắng tím này. Đấy, đang lên mầm này, rất là khỏe. Bụi này thì do nó lá nó hơi nát một chút, em bán 150 nhá, 150 cái bụi này. Bụi này rất là nhiều thân, giá bình thường cũng 180 ạ. Còn đây là những cái chậu cát lai da bụi nhỏ này, bụi nhỏ thì nó ít thân hơn. Đấy, ít thân hơn nhá các bác nhá. Loại này thì em bán 100.000 đồng một bầu. Đấy, cát bụi nhỏ. Hàng này thì hoa sổ số. Bông hoa rất là sai. Còn tiếp theo đây là những cái chậu hồ điệp thường. Hồ điệp thường đấy ạ. Đấy, những cái cây này bình thường em vẫn bán 5 năm nhưng bây giờ còn số lượng ít, một số lá nó hơi xước xát trong quá trình vận chuyển này. Đấy, ví dụ tổng thể cây rất là đẹp, nó bị xước một chút thôi. Em bán 50.000 một cốc nhá. 50.000 một cốc hồ điệp thường. Đấy. Đây, phi điệp mít nhà em về rất là nhiều, để góc trong đây. Và đây là những cái chậu trầm cửu long đại. Đấy, những chậu trầm cửu long đại mà thân rất là dài, hoa tím đậm. Loại này thì em bán 250 một chậu, lấy 2 chậu tính giá là 240. Tiếp đến là những cái chậu năm cánh trắng hậu hồng, hàng thắt gọn đang xuống lá này. Những chậu hai thân nó cũng khá là dài, em bán là 280.000 đồng một chậu nhá. Đây là năm cánh trắng hậu hồng, mặt hoa cánh trắng và họng hồng xước, hoa thơm. Tiếp đến là những cái bảng hoàng thảo xoắn hàng thuần, hàng đang xuống lá để chuẩn bị sưng những mắt nụ hoa. Hàng này mỗi bảng em bán 200.000 đồng một bảng nhá, 200.000 đồng một bảng, một bảng khá là nhiều thân tơ. Hôm nay thì em có một số cái chậu kiều, đây là kiều vuông của Thái nhá. Đấy, hàng này hôm vừa rồi vẫn bán 180 này. Cái lô này thì em lại để ở phía ngoài ánh nắng, thành ra là nó bị cháy hết những cái đầu lá. Hôm vừa rồi nắng nó chiếu và nó cháy hết đầu lá này. Thế hôm nay thì em bán giá là 150 một chậu thôi. 150 một chậu nhá. Đang một hầu như là toàn phần thân tơ là thân tơ thôi ạ. 150.000. Đấy, về các bác cắt cái lá đi, chủ yếu là nó sống ở những cái củ giả hành này này. Đấy, và đang sưng nhiều mắt nụ lắm. Đó. Hôm trước 180, hôm nay cháy lá thì em bán 150 này. Và em vẫn chỉ còn số lượng rất là ít, đó chính là cái dòng đen rô úp mắt đen. Đây là một trong những cái dòng đen rô úp mà rất là nổi tiếng từ những năm trước đây. Và hàng hôm nay thì nhà em về cái chậu bụi rất là to bự. Hàng trồng thuần đến 3 năm rồi nhá các bác nhá. Hàng năm nay thì thất ngọn để các bác chơi hoa. Một giò này thì rất là đẹp. Và em bán là 580.000 đồng một giò. Đấy, hàng này thì em treo phải cố định buộc dây vào, chứ không thì đây khi mà xõa ra các bác thấy cái độ bao phủ của dòng này rất là to đúng không ạ. 580 một giò, hoa đẹp, hoa sai. Và tiếp theo đây là những cái bảng trầm thân nù này. Đấy, những bảng trầm rất là đẹp. Đây là những bảng trầm tím thân nù này. Chậu nào mà nó ít thân thì nó sẽ mập dài hơn, còn chậu nào nhiều thân thì nó sẽ ngắn hơn. Đấy, rất là đẹp. Em bán 130 một bảng, lấy một cặp là 250.000 nhá. Đây, những bảng trầm thân nù rất là đẹp và đang xuống lá, chuẩn bị thắt ngọn chơi hoa rồi. Đấy, đang chuẩn bị thắt ngọn chơi hoa. Còn đây là những cái bảng phi điệp nù nhá. Những cái bảng này cũng 130 một bảng, lấy một cặp là 250.000. Đấy, hoặc các bác có thể kết hợp giữa phi điệp và trầm nhá. Và em có những cái chậu lan chuỗi ngọc hàng thuần này. Những cái chậu lan chuỗi ngọc phải nói là sum xuê rất là nhiều thân, thuần đến 2-3 năm. Loại này thì bán 220 một chậu, lấy một cặp sẽ là 400.000. Đấy, hàng thuần, hàng chuỗi ngọc thì sai hoa, rất là sai hoa. Và bông thì sai đẹp. Và đây là những cái chậu giả hàng Pháp ạ, hàng mới về nhà em đây. Đấy, chậu ngày hôm nay thì phải nói là cực kỳ là nhiều thân nhá các nhá. Rất là nhiều thân, nhiều ki và hàng chuẩn ki. Những chậu giả hàng Pháp này thì em đang bán với giá là 180.000 đồng một giò. Đấy, 180.000 đồng một giò nhá. Đấy, hàng rất là đẹp. Loại này lấy 5 giò sẽ được bao ship này. Dòng này lấy 5 giò sẽ được bao ship giả hàng Pháp. Còn phía bên đây là những chậu giả hàng Hawaii. Hàng này thì nó không phân màu nhưng một chậu cũng rất là sum xuê nhiều thân. Đây các bác đếm này, rất là nhiều ki trong một thân. Đó, một chậu. Đấy, hàng này thì em bán là 220 một giò. Loại này lấy 5 giò cũng được bao ship nhá, giả hạc Hawaii. Hàng rất là đẹp. Hàng này đến Tết người ta tính theo thân đấy ạ, tính theo thân để tính tiền.
Và tiếp nữa là những chậu lan quân tử, hàng này là hàng cây phong thủy và cây thu hút tài lộc. Đấy, những cây lan quân tử lá mít rất là nhiều cặp lá, bản lá tròn đẹp em bán là 100.000 đồng một chậu, lấy 3 chậu tính giá 90.000. Em còn duy nhất một chậu nữ hoàng bóng đêm, và chậu này thì hoa của nó thì thường về đêm nó sẽ nở rất là thơm, 150.000 đồng một chậu. Tiếp theo là những cái chậu giả hạc nù tali. Đấy, những nù di linh sơn tali đây, những cái chậu nù thân nhỏ nhỏ nhưng mà rất là mập đẹp. Em bán 70.000 một cốc nhá, lấy 5 cốc sẽ được bao ship. Hôm nay thì cập bến thêm một lô, đó chính là Garden Sunray. Thấy dòng này là hàng của Thái Lan và với vòi hoa rất là dài, siêng bông. Loại này thì hoa của nó đẹp, hoa màu vàng. Đấy, dòng này thì em bán là 150.000 đồng một chậu nhá. Cây của nó đang thắt ngọn chuẩn bị xuống lá đây, thân rất là mập, và lấy 2 chậu sẽ là 140.000. Cái này thì ở Việt Nam thường gọi là Hoàng Thảo Thái Bình hoa vàng đấy ạ. Những cái chậu thanh đạm Indo. Đấy, hàng của nó bây giờ đang lên mầm, nhú mầm rất là nhiều. Đấy, những chậu thanh đạm Indo này đang bán chỉ có 150 một chậu thôi, 150.000 đồng một chậu thanh đạm Indo nhá. Tiếp nữa là những cái chậu kiếm thái ạ. Đây, những chậu kiếm thái rất là nhiều giả hành, em bán là 130.000 đồng một chậu, lấy một cặp là 250.000. Đấy, dòng kiếm này hoa sai và rất là đẹp. Và đây là những cái chậu tam ở sắc đột biến. Đấy, tam ở sắc đột biến và cánh vàng lưỡi trắng. Loại này thì em bán là 220 một chậu, lấy một cặp là 400.000. Damari, một trong những cái dòng hàng của Thái Lan với mặt bông rất là sai hoa và đẹp. Đây, những cái chậu Damari này, hàng hiện tại thì đang thắt ngọn và sưng nụ. Hàng này thì nó sẽ sưng nụ ở xung quanh những cái rìa từ thân trải dài xuống thân nhá. Hoa rất là sai. Và đây ạ, một cái dòng mà bông to và lưỡi màu cam. Nó có cả một dòng nữa là màu đỏ nữa. Tuy nhiên thì cái hàng không phân màu nên là em sẽ giới thiệu các bác cái mặt hoa vừa mới nở sổ cũng trong lô, đó chính là màu cam. Và hàng rất là đẹp. Mỗi chậu như vậy em bán là 180.000. Đấy, hàng của Thái nhá, lấy một cặp là 350.000. Số lượng còn ít thôi ạ. Và đây là những chậu giả hạc lá biên. Đấy, những giả hạc lá biên phát tài này. Đấy, loại này em bán 220 một chậu, lấy một cặp là 400.000. Đấy, những cây lá biên và cho ra những bông hoa rất là đẹp và rất là thơm. Đấy, lá biên phát tài này. Đấy, những cái lá của nó. Và chắc chắn là sau này những cái cây con của nó ra thì nó cũng sẽ là biên thôi ạ. Em có những cái chậu địa lan cọp đỏ ạ. Hàng hiện tại thì vừa mới bung nở ra. Đấy, và thậm chí là có những cây đang có nụ hoa này. Mỗi chậu cọp đỏ vòi hoa dài. Và dòng cọp đỏ này là một cái dòng địa lan mà cây phong thủy. Đấy, loại này em bán là 250.000 đồng một chậu nhá. Lấy 2 chậu em sẽ giảm giá còn 230.000. Ngày hôm nay địa lan em sẽ giảm giá bởi vì số lượng mỗi loại còn ít thôi. Phụ nữ cá mập, một trong những cái dòng phụ nữ hoa thơm với màu hoa màu tím đậm. Loại này thì em bán với giá là 150.000 đồng một chậu nhá. Đấy, hàng này đang có nụ bông, một số cây đang vừa mới nở bông và nhà em thì loại size to. 150.000 một chậu thôi. Hàng này hoa nở quanh năm và hoa thơm. Em có vài cây chớp Enobi này. Đấy, mặt hoa chớp rất là đẹp. Loại này thì hôm vừa rồi em gửi cho khách, nhưng tuy nhiên thì bên vận chuyển họ vận chuyển chậm đấy. Thành ra đến nơi nó bị xuống lá, xuống mã ấy. Đấy, nên là hàng này em xin phép là cho khách là quay đầu về và em bán thanh lý. Những cái chậu bình thường bán 120 này. Đấy, những chậu bán 120. Thực ra thì cái dòng này thì chủ yếu sau này đến một thời điểm nó ra hoa, lá nó xấu rụng đi thì nó sẽ để ra là những cái thân già, và sau này nó sẽ để những cái mầm gốc này, các bác nhìn thấy chưa? Những mầm gốc đang lên. Giò này em thanh lý nhá, những cái giò thanh lý mà nó lỗi xuống hết lá này. Đấy, và rụng hoa này, em bán thanh lý là 70.000 đồng một cốc. Dòng chớp này nó khá là đắt. Đấy, dòng chớp đây. Mầm gốc đang bật lên. Đấy, có 5 cốc thôi, 5-6 cốc gì đó. 70.000 nhá, giảm hẳn 50.000 trên một cốc đấy ạ. Em có vài chậu, đây là vũ nữ hoàng hậu hoa xanh. Đấy, bình thường bán 80-90.000, hôm nay bán 50.000. Bởi vì lá nó xấu. Thực ra thì dòng này nó cũng sống bằng giả hành. Đây, những cái giả hành nó đang mầm, bật mầm đây. Về các bác cho làm giống nhá. Hoa hoàng hậu xanh này hoa rất là đẹp đấy ạ. Và hoa thơm nữa. Còn duy nhất một cây Corat Koki. Đấy, hoa rất là thơm. Dòng này vẫn bán là 250 một chậu. Hôm nay thì còn duy nhất một chậu, vừa rồi nó bị khuyết một cái lá này. Giò này em bán là 180.000. Cái giò Corat Koki này, cây to, cây trưởng thành rồi nhá. Cây bé, hồi xưa cây bé nhỏ xíu là đã rơi tầm 150 rồi. Cây 180 các bác nhìn cây trưởng thành rồi, sắp tới được chơi hoa luôn. Còn duy nhất một cây ạ. Em có một số cốc phi điệp. Đấy, những cốc phi điệp này bình thường em bán là 70.000. Hôm nay thì do cái cốc này ấy, thì cái phần gốc này nó hơi bị lung lay một chút. Đấy, thì em bán thanh lý nhá. 40.000 đồng một cốc. Và nếu mà lấy một cặp sẽ là 70.000 một cặp nhá. Đấy, chậu hai thân nó ngắn hơn, chậu nào một thân thì nó dài hơn. Còn đây là hai cái chậu này thì nó cũng đây. Chậu này nó cũng dễ, nó cũng gần bán hết rồi.
chỗ này bị hư đầu ngọn này đấy. Hai cặp, hai cây này thì em bán với giá là 50.000 hai cây đấy. Và hôm nay thì em có một số những mã hình em đánh số để em giao lưu với các bác nhé. Đầu tiên thì có bốn cái chậu cốt sắc thiên hương, vừa rồi thì em mang ra làm cái hoa trưng bày, giờ nó tàn hoa rồi thì em sẽ bán cho các bác vào vườn làm giống. Bình thường vẫn 330 một giò này. Đấy, cốt sắc thiên hương, hôm nay tàn hoa thì em sẽ bán thanh lý đây. Giò này giò số 1 này, T1, em ký hiệu là chữ T. Giò T1 này thì cũng 1-2 cái nụ nó còn thôi, còn đâu là một số cái nụ này nó để nó nóng, nó bị ấy này, cháy thui nụ. Em bán 220.000 chậu số 1. T2, đấy chậu này đây cũng vừa bung hoa, đang lên rất là nhiều mầm gốc, cũng 220.000. T3 là một chậu gồm 3 ngầm hoa. Đấy, vừa chơi hoa xong thì bây giờ em thanh lý thì các bác làm giống. Đó, chậu này thì nhiều thân hơn, sum xuê hơn, chậu này em bán 250. T4, giò này cũng nhiều thân hơn này. Đấy, một số nụ còn chưa nở. Đấy, chậu này cũng bán 250.000 để các bác vào vườn nhé. Tiếp theo T5 là một giò thanh đạm Indo. Giò này vẫn bán 380, hôm nay em thanh lý đây, bởi vì nó rụng bớt lá ấy rồi. Giò này bán 240.000. Đấy, dòng thanh đạm này nó mã xấu lá lắm, đến lúc mà nó đang nở hoa hoặc đang sưng nụ nó bắt đầu lá nó xấu đi. Tiếp theo là T6, một giò kim Dendrosun. Giò này hôm trước bán 220, hôm nay em bán 160 cái giò này nhé, rất là nhiều thân, hàng thuần tại vườn đấy ạ. T7, mã T7 là một giò hoàng hậu hoa xanh, chậu khủng. Hôm trước chậu khủng đều là 390.000 đồng một giò thôi ạ. Ngày hôm nay em thanh lý bởi vì nó xuống một số cái lá, nhưng mà củ dạ hành của nó rất là khỏe và đang bật mầm này. Đấy, chậu này em bán là 290.000. Đây là giò T7 này. Tiếp theo là T8. T8 cũng là một giò hoàng hậu xanh to. Giò này 320, nó chỉ xấu một số lá thôi, còn đâu là tổng thể nó rất là đẹp. Và chậu to thì đảm bảo các bác, so với cái độ mà loại 80.000 đấy, nó phải gấp đến 3, 4, 5, 6 lần đấy. Bởi vì thứ nhất là củ dạ hành nó cực kỳ là mập, nó già đời, lâu năm nắm rồi đấy ạ. Tiếp theo T9 là một chậu trầm đồng đỏ. Đấy, một Tết thì một chậu thân này nó không dưới là 300.000 một thân luôn, thậm chí là những giò thân là nó 350. Hàng thân thủ này, mập này, có duy nhất một giò này ở trên vườn này, có 1-3 thân dài, dài vượt cả cán móc cơ. Có giò thân này thì nó ngắn hơn, thân ngắn này nó cũng phải rơi tầm 4-5 cm rồi. Đấy, giò này em bán 820.000 nhá, bán rẻ cho các bác về chơi hoa thắt ngọn rồi. 820.000, có duy nhất một chậu trầm đồng đỏ thôi. Giò này Tết các bác mua ấy không dưới 1 triệu đồng. Đấy, 1 triệu đồng đấy. Em còn vài giò già hàng Pháp này, nó đang xuống lá ấy. Vài hôm nữa sưng nụ của nó là chi chít nụ luôn, toàn thân tơ. Đấy, giò này bình thường bán 350, hôm nay còn tầm 2-3-4 giò gì đó, không biết là để đâu ấy. Đây, nó cứ xem như thế này này, là 280 một giò nhá, nhiều thân. Và đây một trong những top những dòng kiều mà rất là nổi tiếng, đó chính là dòng kiều Lộc Bắc. Bình thường em bán 480.000 đồng một giò, thì em đều lựa cho các bác những cái giò đẹp trước. Hôm nay thì có những cái giò mà nó sẽ lệch pha hơn một chút, tức là cũng có giò nhiều thân, giò ít thân, thì hôm nay sẽ chia hình cho các bác nhìn rõ tận tường hơn nhé. Giò này em gọi là K1 này. Đấy, một giò kiều cực kỳ là nhiều thân tơ và đang rất là nhiều, đang lên mầm nữa này. Đấy, giò này em bán là 450.000 một giò kiều. Kiều Lộc Bắc thì nổi tiếng là nở chuẩn Tết, thứ hai là vòi hoa dài. Đấy, siêng hoa. Tiếp theo là K2. Đấy, toàn thân tơ là thân tơ thôi. K2, giò này 390.000. Đấy, chỉ cần một giò kiều này các bác, Tết mà khi mà sưng 1-2 cái nụ ấy, mà hoa của nó sẽ nở liên tiếp, hết nụ này nụ khác mọc lên cơ. Đấy, 390.000 K2. Em chuyển sang K3. K3 là một giò 450.000. Đấy, giò này nhiều thân chưa ạ? Đấy, rất là nhiều thân nhá, hầu như là thân tơ và thân rất là mập ú. Đấy, 450.000, quá là xứng đáng. Tiếp theo là K4 á, 420.000. Đây, mầm gốc đang lên rất là ẩm ẩm luôn. Đấy, 420.000. Đây là giò K4. Em chuyển sang K5. K5 là giò 400.000. Đấy, giò này. Đây, 400.000. Xum xuê ạ. Đấy, 400.000 nhá. K6 ạ. K6 chuyển sang giò K6 là một giò 380.000. Đó, 380.000. Em chuyển sang K7 là một giò 420.000. Rất là đẹp, nhiều thân tơ, 420.000. Đây là giò K7. Tiếp theo K8 là một giò 400.000. 400.000 ạ. Đây là K8 nhé. K9 ạ. K9 là một giò 420.000. Đấy, giò này cũng rất là đẹp, đang lên rất là nhiều mầm mới này, 420.